nigga, I'm for real. Keep my kid, I'm no star champion. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chúng ta sẽ bắt đầu trong một vài phút nữa. Và có lẽ là chúng ta hơi gặp khó một xíu chiều hôm nay là trời khá là nắng. Cho nên là quý vị chúng ta có thể chịu khó một xíu. Và vì bên khán đài này của chúng ta hơi nắng cho nên là tí nữa thì nhân viên của Subaru sẽ có cho quý vị mượn dù che. Và thời gian tiếp theo thì chúng ta có thể là ngồi chờ đợi vì chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu trong một vài phút nữa thôi quý vị. Hãy chọn cho mình một vị trí ngồi sau khi đã vào trong sân. Và quý vị chúng ta sau khi đã an toàn thì quý vị hãy vui lòng hạn chế tối đa việc di chuyển. Và nếu quý vị nào chúng ta đi với trẻ em thì quý vị hãy vui lòng quản lý trẻ em của mình, không cho các em di chuyển nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một chương trình biểu diễn thật hấp dẫn và ly kỳ phía sau. Cho quý vị chương trình biểu diễn xe hơi mạo hiểm được ban đến bởi kỷ lục gia thế giới Red Swift đến từ nước Anh. Và ngày hôm nay thì chương trình của ông sẽ rất đặc biệt dành cho quý vị khán giả Việt Nam chúng ta trong chiều hôm nay. Và thưa quý vị, với phần biểu diễn của ông Red Swift thì ông sẽ sử dụng toàn bộ xe của Subaru với hệ thống truyền động 4 bánh toàn thời gian đối xứng nhằm mang đến những trải nghiệm lái xe vui vẻ và an toàn cho người tiêu dùng. Vâng thưa quý vị, và chỉ còn một vài phút nữa thôi, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu. Một lần nữa thì chúng mình thấy rằng bên phía tay phải của mình còn rất nhiều quý vị khách chúng ta đã vào trong sân nhưng mà chưa tìm được cho mình một vị trí ngồi. Xin mời quý vị chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi và chỗ đứng của mình để chúng ta có thể đón xem phần biểu diễn của ông Red Swift sắp tới đây. Thank you, Mr. Russell. Oh, it's a pleasure being here. What a wonderful audience here. It's just such a pleasure to be here. And this is my third year now. Big thank you, Motor Image, for inviting me here to drive these wonderful cars. It's an absolute pleasure. Vâng thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên ông Red của chúng ta đến với chương trình và cũng như đến với khán giả Việt Nam, mà là lần thứ ba ông đã quay lại và ông chia sẻ rằng với những lần quay lại thì ông vẫn có trong mình những cảm xúc rất là mới, chính là những người khán giả của Việt Nam rất là dễ thương. Với những đạo ở đây thật nồng nhiệt dành cho phần biểu diễn của ông. Vâng xin cảm ơn quý vị, và bây giờ hãy xem ông Red của chúng ta sẽ có gì cho quý vị trong chương trình chiều hôm nay. Yeah, what do you have for all the audience here? They're waiting for a long time. This is one I set the Guinness World Record for a few years ago now. You've all seen it on the movies where a car gets to maximum speed in reverse and then spins down the forward direction. I set the world record for doing that in the smallest space. We've got two cars side by side. I'm going to start with the car in the middle. We do it through two or three times, moving the cars closer each time. See how we get on. Yeah, khoảng cách giữa hai xe theo tôi thấy là chỉ khoảng cách giữa cái xe của Red đang chạy thôi quý vị ơi. Yeah, thank you, Mr. Russ, for your first performance. And now, what do you have next for our audience here? Well, this is one of my favorite maneuvers. What we're going to do is get up as much speed as we can forwards this time, do a handbrake turn, and then reverse back between these two cars here. Just using the momentum of the car, no reverse gear. This is great as a little old lady trying to beat that final parking space. Yeah, thank you, Mr. Russ. Vâng, thưa quý vị, you got a gorgeous job with the rest. Yeah, and all the applause now from the audience is for you. And they feel really excited for your performance. And now,
with the two car parking parallels now, what will you do with the Impreza? This is a maneuver that I invented about 25 years ago now for a TV commercial. The commercial won the best car commercial in the world award, 1988 it was. And over the years I've set world records for this maneuver, broken it several times. I'm just going to demonstrate how I do that. So I'm going to have a practice running behind the front car there, and then we'll move the car behind, and if I'm not getting close enough, tell them to let me know. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của ông Rush. Với phần biểu diễn này, ông đã nghĩ ra cách đây 20 mấy năm, và có thể nói là lần đầu tiên ông biểu diễn vào năm 1000. Rồi cứ đi. Cái gọi là cứ đi. Quản này. Cứ đi phải là nó nói vậy là cứ đi là cái tiếng mưa nó nói cho mọi người ơi. À, xe trước vẫn còn nữa mà. Và để xem thử ông Bách chúng ta sẽ đậu xe như thế nào trong tình hình này. Mọi người hãy hoan hô chờ đợi là quý vị khoan hãy đợi nhé. Để xem ông Bách chúng ta sẽ biểu diễn phần này như thế nào đến quý vị. Ông đang đi vào gần đây nữa. Quý vị chú ý vào anh Lưu Sĩ của chúng ta. Có vẻ anh đang rất là lo lắng. Như vậy đủ chưa anh? Khoảng cách rất là gần đây khoảng thì ông lấy xe ra ông có rồi. Thì đại sứ anh mà đổ vào quý vị tại đây. Yeah, thank you so much to the Frost and Happy Day and the new student with last performance. Everybody's such a good sport here, everybody goes along again. I tell you, I wouldn't stand there. Vâng quý vị, chính những sự hỗ trợ của quý vị đã làm cho Bích chúng ta cảm thấy sung hơn và đem lại chúng ta những phần biểu diễn rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy hiện tại bây giờ trên sân chúng ta đang có một chiếc xe mới, đó dòng xe Subaru STI. Và bây giờ ông Bích chúng ta sẽ sử dụng chiếc xe này để gửi đến quý vị một phần biểu diễn tiếp theo. Và bây giờ để xem ông Bích sẽ đem đến cho chúng ta phần biểu diễn gì nhé. Yeah, hi, my address and what will we have next? Well, everything so far has just been individual maneuvers, but now we're string a few together and do what I call my dance routine. And this is what I'm leaving to you to find me the most beautiful girl in the audience to dance with. Vâng, các bạn có thể nghe mà. Và nãy thì với ba phần biểu diễn đầu, ông đến chúng ta chỉ biểu diễn một mình thôi. Và bây giờ ông muốn có sự tương tác cao hơn, thì ông đang cần sự hỗ trợ trực tiếp của quý vị. Và bây giờ ông đang cần một bạn nữ à. Một bạn nữ nào chúng ta có thể nói là rất là đam mê âm nhạc, nhảy nhót rất là hay để tham gia vào phần tiếp theo của ông Rush mang tên là biểu diễn xe theo nhạc giữa hai xe và đầu. Và bây giờ bạn nữ đang tham gia của ông Rush nào. Vô đây chào các bạn. Và cô bạn này sẽ nhảy nhót như thế nào nhé quý vị. Thưa quý vị và các bạn, với dòng xe Subaru.
STI với hệ thống truyền động 4 bánh toàn thời gian sẽ mang đến cho người lái một cảm giác rất đặc biệt và an toàn và cân bằng. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy như thế nào nhé? Âm nhạc chúng ta đã vang lên, đã sôi động hơn rất nhiều. Yeah, bằng kỹ thuật sử dụng cánh tay của mình, âm bài xoay xe rất đặc biệt. Wow! Vâng thưa quý vị, những màn xoay xe thật là hấp dẫn và tốt như thế này chúng ta chỉ được nhìn thấy trong những bộ phim Hollywood mà thôi quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta cũng trực tiếp nhìn thấy không biết các bạn chúng ta làm thế nào à. Bạn gái ơi, hãy giơ tay chào mọi người đi, bạn gái ơi, để bảo đảm rằng bạn vẫn đang rất an toàn và đang rất là ổn. Yeah, yeah, yeah. Wow, where are you going? Oh, vâng, một quý ông rất là vui tính đúng không quý vị? Và bây giờ thì chúng ta đến với phần biểu diễn nhảy cùng xe và một cô bạn gái rất là dễ thương, rất là. Bắt đầu! Các bạn đang ông lớn, các bạn đang rất là. Còn về khách này anh mong là đúng như yêu cầu anh. Anh chào. Wow, đã đi được những đầu tiên rồi quý vị. Tôi cảm ơn anh đồng nghiệp quý vị. Yeah. Vì vậy chúng ta đã làm được một điều rất là đặc biệt, đó chính là những con mắt của chúng ta giữ được cân bằng. Yeah. Congratulations. Xin chúc mừng anh ạ. Yeah, chúc mừng các bạn cho anh chàng này đúng không? Yeah. Do you think you can bounce the passenger as well? That was so good. Ở dưới anh sẽ tự tin là nếu chúng ta có thêm một vài người khác nữa thì anh sẽ giữ thăng bằng đúng không ạ? So. Vâng, trong giai điệu của anh nhạc Rolling in the Jeep thì chúng ta sẽ cùng đến với những phần xoay của anh nhạc rất cao. Vâng, xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Thank you so much, and if you bring it next day and just the sky just goes big and wow, wow, wow. This is fantastic, guys. As you can see, there's a whole range down there. There are a lovely bunch of people who couldn't find a car, a petrol. I'm just having an autograph to do a picture straight after the show. Come see me there. Thank you for coming on the hot.
Xin cảm ơn các bạn đã xuất xe trước mắt và những cô chú.